chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 h TV chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời đừng quên nút vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tài theo dõi mọi thông các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé quý vị và các bạn thân mến cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục chuyện lạ của ta mời quý vị và các bạn cùng đón xem cô dâu vàng đeo chữ cổ trong ngày cưới nhưng nhìn sang chú rể ai cũng phải giật mình trong những ngày qua cư dân mạng đang xôn xao về một đám cưới ở trung quốc theo những bức ảnh đăng tải cô dâu mặc chiếc váy cưới màu trắng sở hữu thân hình mẫm mỉm và khuôn mặt khá bình thường không có điểm gì nổi bật tuy nhiên điều đáng nói là bộ trang sức của cô dâu trong ngày cưới từ vòng cổ vòng tay nhẫn và khuyên tai đều được làm từ vàng bộ trang sức bằng vàng chói mắt treo đặng triệu trên người cô dâu khiến không ít người đỏ mắt ghen tị Trước độ giàu có của gia đình cô dâu, cư dân mạng cũng rất tò mò, không biết người đàn ông nào có diện phúc cưới được người vợ như vậy. Thế nhưng, khi biết diện mạo của chú rể, ai nấy đều phải kinh ngạc, dường như không tin nổi vào mắt mình. Chú rể có bề ngoài khá bảnh trai, nhưng điều đáng nói hơn là chú rể có vẻ ít tuổi hơn cô dâu rất nhiều, vì vậy đám cưới này lại càng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người cho rằng cô gái thật may mắn khi lấy được một người chồng vừa trẻ vừa đẹp trai và có phần ngưỡng mộ về tình yêu của cặp đôi. Một người bình luận thật đáng ngưỡng mộ, ban đầu cứ ngỡ rằng chú trẻ sẽ già và có ngoại hình bình thường, nhưng không ngờ chú trẻ lại trẻ và đẹp trai đến vậy. Đúng là tình yêu không bao giờ có khoảng cách, chúc mừng hạnh phúc nhé! Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng chàng trai kia thực chất chỉ là một kẻ đào mỏ. Vì gia tài kết xù của cô dâu nên mới lấy một cô gái hơn tuổi, ngoại hình mẫm mỉm như vậy về làm vợ. Một người viết, nhìn chú trẻ cười thật miễn cưỡng, có thể anh ta lấy cô gái này chỉ vì tiền mà thôi. Cưới đại gia chính ít, cô dâu xinh đẹp đeo hơn 100 cây vàng, nặng triệu cổ. Thưa quý vị tính giả thân mến, mới đây người dân ở khu vực Tam Hương ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã được một phen choáng ngợp khi tưởng có một đoàn làm phim hoành tráng đang quay trên đường, nào ngờ đó lại là một đám cưới vô cùng xa hoa. Đây là một đám cưới vô cùng đặc biệt khi cô dâu và chú rể mặc đồ y hệt như phim cổ trang Trung Quốc. Ngoài ra, dàn phù dâu, phù rể và nhiều vị khách cũng mang mặc trang phục lòng lẫy tương tự. Họ cùng đi trên một dàn siêu xe hạng sang bao gồm Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Ferrari, Porsche và được bảo vệ bởi vài chục vệ sĩ mặc trang phục binh lính thời xưa. Tuy nhiên, điều khiến mọi người choáng ngợp vào loa mắt nhất chính là món quà mà cô dâu nhận được trong lễ cưới. Đó là những chùm vòng vàng khổng lồ nặng triệu trên cổ, che kính cả người, cảm tưởng như cô dâu sắp gãy cổ đến nơi. Thế nhưng cô dâu vẫn ra vẻ vô cùng thoải mái. Ước tính số lượng vòng vàng này lên tới vài chục cân. Ngoài ra cô dâu còn nhận được tiền sính lễ lên tới vài triệu nhân dân tệ và nhiều tài sản có giá trị khác. Được biết cả cô dâu và chú rể đều là chính ít, cô dâu là người Ma Cao, chú rể là người Tam Hương. Sau khi gia đình chú rể tới Ma Cao sinh sống và làm ăn, đã quen cô dâu xinh đẹp và quyết định kết hôn. Gia đình chú rể làm nghề kinh doanh nên vô cùng phát đạt giàu có. Đám cưới xa hoa này còn có sự xuất hiện của một cư dẫn chương trình nổi tiếng tên làm MC cho hôn lễ. Sau khi tham dự đám cưới về, vị MC này đã viết lên trang mạng xã hội cá nhân của mình rằng mười mấy năm đi làm MC cho đám cưới, đây là đám cưới xa hoa nhất tôi từng gặp sau khi những hình ảnh về đám cưới này được lan truyền đã đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng cư dân mạng thi nhau chia sẻ và bình luận về sự việc thật sự choáng váng đúng là đám cưới của con nhà người ta nhìn cô dâu đeo vàng mà tôi thấy thương quá đây là khoe mẻ chứ có gì đâu dù giàu có đến mấy cũng không cần phải làm đám cưới khoa trương thế này đâu tôi nghĩ họ chỉ đang khoe khoang sự giàu có của mình thôi có khi cô dâu đến với chú trẻ cũng chỉ vì tham của cả nhà người ta Thân hình toàn vàng là vàng của cô dâu Hậu Giang. Mới đây đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu Hậu Giang được người thân tặng 129 cây vàng khiến cộng đồng mạng mất tròn mất dệt. Được biết đám cưới được tổ chức ở chợ Bảy Ngàn Nhỏ thuộc tỉnh Hậu Giang. Hiện danh tính của cô dâu và chú rể vẫn đang được cư dân mạng truy lùng. Thế nhưng trái ngược với cảnh trao của hồi môn để đời, không gian tiệc cưới đậm chất miền Tây không hoành tráng mà bình dị đơn sơ trong tảo dài truyền thống cô dâu còn khá trẻ và vui vẻ đứng nhận của hồi môn đến từ người thân chỉ ít phút sau mọi thứ đã bị lu mờ bởi màu vàng của dây chuyền những lắc chi chít chằng chịt ở cả tay và cổ của cô dâu ban đầu chú rể hăng hái phụ cô dâu đeo được những chiếc lắc vàng nhưng đến khi độ dài được hơn một gan có vẻ như chú rể choáng nên đứng sang một bên chờ người nhà cô dâu lần lượt hết người thân đến bạn bè lên trao vàng mỗi người tặng quà xong sẽ phải uống một ly rượu mừng và đứng chụp ảnh lưu niệm cùng với cô dâu. Hiện tại, số của hồi môn của cô dâu Hậu Giang vẫn đang khiến cư dân mạng choáng ngợp. Trước đó, hình ảnh cô dâu chú rể vàng đeo triệu cổ ở Long Thành Đồng Nai gây xôn xao mạng xã hội. Được biết, nhân vật chính trong đám cưới trên là cô dâu Nguyễn Phú Quý 21 tuổi và chú rể Nguyễn Tuấn Anh 23 tuổi đều sống tại huyện Long Thành Đồng Nai. Đám cưới này được tổ chức vô cùng hoành tráng, long trọng với màn hình LED lớn trên sân khấu. Hoa tươi ngập tràn, xe sang Bentley đi rước dâu. Đặc biệt, ngày vui còn có sự xuất hiện của các ngôi sao nổi tiếng như ca sĩ Cẩm Ly, danh hài Tấn Bo. Dẫu vậy, điểm nhấn của đám cưới vẫn là số vàng, gồm kiền đeo cổ và vòng tay, những cô dâu chú rể đeo, số vàng cưới khủng tới mức kính cả cổ cô dâu và cổ tay của chú rể. Được biết, cô dâu là con một trong gia đình, còn chú rể là con trai út nên việc được tặng nhiều văn cưới như vậy không phải là điều quá lạ và khiến hai người cảm thấy bất ngờ lắm. Còn vào tháng 11 năm 2017, cư dân mạng được phen xôn xao khi chứng kiến clip hai hàng dài, quan khách xếp hàng chờ tới lượt lên trao vàng cho cô dâu chú rể, hình ảnh có 102 trên khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị, được biết quan khách đều trao tặng cho cô dâu chú rể những chiếc lắc vàng kim vàng vòng vàng cùng hàng chục chiếc nhẫn vàng. Số vàng nhiều đến mức MC đám cưới phải thốt lên đầy hài hước rằng trên sân khấu đang đón chào một cơn mưa vàng. Thưa quý vị, đây mới thực sự là chương trình làm giàu không khó. Nhân vật chính trong đám cưới trên là chú rể Hoàng Văn Đông sinh năm 1993 và cô dâu trẻ Lê Thị Đàm Linh sinh năm 1996. Đám cưới diễn ra tại Thanh Hóa vào ngày 25 tháng 11 vừa qua. Chia sẻ về clip trên, chú rể bày tỏ sự ngạc nhiên khi chúng được quan tâm trên mạng xã hội bởi anh cho rằng rất nhiều đám cưới còn nhận quà nhiều hơn thế. Đám cưới của mình rất bình thường, Ngoài ra, chú rể Hoàng Đông còn cho biết hôm đó có hơn 50 người, gồm bạn bè họ hàng người thân, đã đăng ký lên sân khấu chúc mừng họ. Trước đó nữa, đám cưới của cặp đôi Anh Tuấn sinh năm 1997 và Hồng Hạnh sinh năm 1998, sống tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, cũng từng khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên. Trong phần trao của hồi môn, gia đình hai bên đã tặng cô dâu chú rể 10 cây vàng, một căn biệt thự 3 tầng, tại thị trấn Diễn Châu, một xe ô tô tiền tỷ. Được biết, gia đình chú rể Tuấn Anh chuyên kinh doanh vàng bạc, và buôn bán bên Lào, hiện đang mở công ty. Riêng nhà cô dâu Hồng Hạnh cũng thuộc diện khá giả cũng kinh doanh buôn bán tại Lào. Theo một người tham gia tổ chức cưới cho biết, riêng việc dựng rạp đám cưới đã mất 10 ngày, chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng, chưa kể tiền thuê ca sĩ, MC và mâm cổ thì số tiền có thể lên tới hàng tỷ đồng. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.